Vâng, xin chào các anh em. Nay em giới thiệu cho anh em hai đôi loa có cái giá rất tốt để cho anh xem sử dụng. Đó là đôi loa Pioneer V26 ở phía bên trên, hai đôi loa phía bên trên, và hai đôi loa ở dưới là một đôi ở dưới là Pioneer V16. Đôi V16 thì nó có các cái góc cạnh nhựa để nó gọi là trang trí. Và loa thì bát 20, màng giấy, nón giấy và gân mút, và có hai con chép. Đấy, có hai con chép, và đây là cái góc nghe của cái tinh trình và lỗ thông hơi. Trở sang chiếc bên này, tuyến loa cũng rất là đều, và loa thì mới về thì đâm ra em chưa được vệ sinh được nhiều nên bụi bẩn, anh em nhìn này, bụi, rất bụi. Thì đôi loa này thì anh em giao lưu với anh em là với cái giá là 5.230.000, em sẽ bao ship cho anh em toàn quốc. Và đôi loa Pioneer V26 thì em cũng bán với cái giá 5.200.000, em sẽ bao ship cho anh em toàn quốc. Và đôi loa Pioneer V26 thì vừa rồi thì em cũng có một anh khách cũng hỏi là anh còn Pioneer V26 không, thì hiện tại thì em cửa hàng em hết, thì em giới thiệu đôi Pioneer V16. Thế nhưng mà xong thời gian để gọi là tham khảo thì bác khách đấy đã bảo thôi để em quay lại cái đôi Pioneer V26 để em thích hơn, vì đôi Pioneer V26 là loa bass 25. Thế nhưng mà thực sự ra thì đúng là bác khách đấy, bác cũng chưa nhìn thấy đôi V26 bao giờ, thế đâm ra là bác ấy lại nói này. Đấy, anh em nhìn các cái tuyến loa đều, rất đều. Cái này là do là cái nhà sản xuất cái đờ mà cái giấy vàng thì cũng là do là mua cái sản xuất là giấy rất là vàng. Đấy, ở dưới thì rất là xanh. Đấy, rất là xanh. Và quay lại cái thùng góc cạnh thì cũng rất là đều. Đây này, thùng góc cạnh vuông thành sắc cạnh. Vuông thành sắc cạnh. Ê căng thì đây anh em nhìn này. Ê căng của Pioneer V26 thì nó các cái đầu của nó thì là đầu nhựa Pioneer rất là bóng nha anh em nhá. Đây là em chưa vệ sinh. Hai cái thì cũng rất là đẹp. Còn V16 đây. V16 đây thì có cái khung các thứ thì là chữ thì chữ nhôm. Có cái khung điếc thì vẫn còn nguyên. Chưa có gãy viếc các thứ gì. Và quay ra đằng sau thì anh em xem Pioneer V16 thì nó có một độ khác biệt là nó là có trái phải. Đấy. Và có một cái chữ tem đỏ. Đây, tem đỏ. Và một cái tem đen. Đây, em quay đây. Công suất của nó là từ 60 đến 280W và trở kháng 6 ohm. Made in Japan và LED. Số seri của nó là 18626. À, con này trùng seri này. À không phải. 12521. Thế thì cái đôi Pioneer V16 thì nó là như thế. Sẽ quay sang đôi V26 thì nó lại không phân biệt là trái phải. Và anh em xem cái đằng sau, anh xem cái khung nước là thùng nước là vẫn là đẹp, rất là đẹp. Và số seri của nó là 1842. Con này là 1857. Cũng không trùng seri. Nhưng anh em nhìn này, nhìn các cái góc cạnh của thùng đằng sau nó không có bể nở gì cả. Đấy, rất là đều và đẹp. Anh em nào mà muốn xem cái chi tiết của những cái dòng Pioneer này thì cũng vào số Zalo, em sẽ gửi những ảnh chi tiết, và em cũng sẽ có những cái clip để giới thiệu riêng về nội thất của những cái đôi loa Pioneer V16 và V26. Và kênh của em thì thường xuyên về những cái dòng như thế này, thường xuyên về. Và anh em nào mà quan tâm đến những cái dòng mà Pioneer V16 hoặc 26 này thì cũng vào số Zalo em sẽ gửi hình chi tiết.
Và một điều đặc biệt nữa hơn nữa là cửa hàng em thường bán, vì tại sao cái dòng này nó không làm nhái được, không làm nhái được, nên đâm ra là em bán là chỉ có giá, là chỉ có cái giá và đẹp hay xấu thôi, đẹp hay xấu để anh em nhé. Vâng, cái em đã báo giá với cái đôi loa này rồi, thì anh em nào quan tâm thì cũng alo cho em. Vâng, xin cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi.